Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. B2 của BO5. Trận đấu diễn ra trên map Daybreak. Cái thủ hốt của chúng ta. Vâng, anh ấy đánh đến bây giờ là game thứ mấy rồi nhỉ? Game thứ 8 rồi thưa các bạn. Và rất may đây là chúng tôi đang cast lại bằng replay của anh ấy, chứ không thì anh ấy cũng tay chắc giờ này cũng khá là to rồi. Hốt hiện tại ở vị giờ kia à. 7 giờ bên mình cũng opening rất vất vả thôi. Sửa sang để bên kia scout. Đấu vừa rồi thì Hope đã xong cung trước. Anh ấy chơi rất là an toàn xong cung trước. Trận này không biết là anh ấy sẽ làm gì đây. Hiện tại số lượng drone đã là 10 đã là 15 rồi. Và cũng vẫn xong cung trước các bạn. Hiện nay với những cái build với cái build Nexus First, chúng ta có thể thấy là Protoss vẫn rất là dễ dàng để phòng thủ được trước những cái đợt ngay cả là Sigpool hay là Edpool vừa rớt. Và ở bên này vâng, Deepling đã quyết định là sẽ Gateway à? Vâng, khó hiểu. Sao ấy lại Gateway trước nhỉ? Nhập đi chăng? Tôi thì tôi chưa đánh kill Gateway cái này bao giờ cả. Vì bình thường theo lịch là sẽ là phải thường sẽ phải là Fox trước. Vâng, anh làm gì đây? 4.7 rồi. Ý định làm gì đây? Vâng, co. Quyết định là không fork luôn các bạn. Big pen luôn. Ta có thể thấy đây là một trận vâng, chúng ta phải xem, theo dõi xem là cái góc nhìn của tuyến nào. Hôm nay đã nhìn thấy là game đối thủ Big Ben, thay vào đó lại là Gate và Cyber Core. Vâng, phải nghe phong hết thôi các bạn. Và cuối cùng cũng đã tỏ một cái icon rất là buồn và anh ấy cũng hơi ảo, cảm nhận khá là ảo. Vâng, ở bên này thì Deepling lại phá đi cái lo của mình. Chả hiểu anh ấy đang, cũng chả hiểu anh ấy là định làm gì. Có vẻ tại vì là pylon đấy nó nằm đè lên nhưng không thể chơi được Nexus vào đúng không? Lý do tại sao anh ấy lại phải ghét trước thưa các bạn. Ở bên này thì con Probe đã nhìn thấy mỏ ba của Hope rồi. Probe này thì chắc chắn là nếu là tôi sẽ cho nó xây ở một cái kín để mà vâng, ở bên này Mama, mẹ trẻ chúng ta xuất hiện rồi. Trẻ, đâu đây? Trẻ, cạnh từng lọt này. Đang kiếm xem rồi. Chị đấy các bạn. Đấy là... Anh ấy cho con probe này đứng đây để chặn Sailing lao vào. Ở bên này thì hai Azilot đã nhìn thấy, đã bị dơ linh nhìn thấy rồi. Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây, phải làm quen thuộc cái rồi. Anh ấy chuẩn bị warp ra đây thôi. Warp xong các bạn trong này à, ok thì lần trước hay không hai cộng mẹ trẻ lần này sẽ sáng được một chút. Lao vào, lao vào.
và rất là nhiều rất linh các bạn, rất nhiều tinh đang ở đây. Nhà này không biết nó có làm được gì không. Vâng, ba con pin đang chia nhau. Vâng, Recon thì không ăn thua thôi các bạn, chỉ còn vài giây nữa thôi là Recon được rồi, vậy mà đã bị Queen phá mất. Và là GG, Devlin lại GG rồi thưa các bạn.